Em chào mấy anh buổi chiều nghe. Mấy anh chào em nghe. Mấy anh có đi mận hồ về chưa? Mới gì tới cái đọt luôn á. Trời ơi, thôi em nhìn mấy anh đi mận hồ phí gầu quá à. Mấy anh mận hồ một ngày có bao nhiêu tiền đâu? Một ngày có 200 ngàn. Ê, tôi mà ngày 250 nha. Có 200 ngàn à? 250. Có 200 ngàn à? Bộ 250 không đủ phải không? Chờ tôi chút. Chỉ có bao nhiêu để tôi điện tôi ứng ông thầu anh. Anh ơi, anh cho anh mượn thêm mà 250 đi anh. Em có tiền cần xài. Vừa mới em mặn bù cho. Bây giờ nói thiệt với anh, em thấy em chịu không nổi. Ủa mà có khi nào qua lần này mình bị nghiện luôn không ta? Chuyện này vợ con mình lấy gì nó sống trời? Thứ gì chịu nổi trời. Thôi cũng phải kiềm chế thôi. Vợ mình biết nó cạo đồ khô mình. Cứ cần kiềm mà sống nó tiếp làm sao đó ta. Ra em hỏi cái này cái coi. Bữa nay á, ngày đầu tiên đi bán. Rồi có quen với công việc không? Rồi ngày mai có đi nữa không vậy? Nghỉ rồi. Cái gì mới đi có một bữa nghỉ rồi. Bị đuổi luôn rồi. Làm gì đuổi? Trời ơi, tôi muốn tốt cho chủ quán thôi. Mà tại chủ quán hiểu lầm tôi. Tại đây khách vô ăn. Cái nói bữa nay thịt không ngon bằng qua. Tôi nói thì cũng thịt ngày qua đó. Thịt qua bán không hết nó để lại tới bữa nay cũng y lượng thịt cho mà qua ngon bữa nay không ngon. Cái thằng ăn nó nói ô thịt cũ hèn chứ ăn làm gì mà thật ra là thịt mới mà tôi có lấy lòng chủ quán đâu. Rồi chủ quán nghe tôi nói vụ thịt cũ gì rồi đuổi tôi luôn. Đi bán chạy bàn thì lo chạy bàn đi, xía vô chuyện của ta chi vậy? Thì chứ nó khoan ăn không ngon tôi mới nói cũng y thịt qua đó chứ sao qua ngon bữa nay không ngon. Tôi xin chia sẻ với anh em cái cách mà làm quà với vợ nha. Khi vợ nó giận mình á thì mình hãy hôn lên trán. Khi vợ mình buồn á thì mình hôn lên tay. Mà khi con vợ mình á, nó cáu gắt á thì mình hôn lên má. Mà khi vợ mình á nó giận dỗi, nó cau có quọ quọ thì mình hãy ôm chặt nó và mình hôn lên môi. Mà đến khi mà nó đòi chia tay hoặc ly dị á thì mình hãy ghì nó lại và mình đè nó nằm xuống. Bà mẹ nó nhắm hôn được chỗ nào thì hôn đi, cho hết cách lựa chọn rồi. Tôi đang nóng nè, đè xuống hôn thử coi, coi thử mỏ máu không không. Đâu đâu hàng cố gắng làm cho mình đẹp tức là đang tạo nghiệp. Vì có những người lập gia đình rồi ông chồng không bao giờ muốn vợ mình trang điểm hết. Em cưới anh rồi thế em trang điểm đi ra đường cho ai ngó, đúng không ạ? À? Bà vợ nói là phụ nữ thì phải làm đẹp để có cái tự tin, chả có tự tin móc xì gì hết trơn. Anh ơi, thầy không cho em trang điểm, thầy nói á là chồng không cho trang điểm. Anh ra anh nói giùm em ơi. Gì vậy? Gì nữa rồi? Con kêu nó trang điểm đó thầy ơi. Trời đâu có cho ai ngắm cho con ngắm mà. Trời nó trang điểm cho đẹp á. Con hung cho thơm. Con kêu đó. Rồi trang điểm nữa đi. Nữa nha. Nữa đi. Trong kinh có một câu này: nếu ai mà cứ cầm ly rượu mời người ta uống thì 500 kiếp không có tay. Thôi chết mẹ. Hồi đó giờ mình mời rượu người ta không? Không lẽ 500 kiếp mình trùi lủi như chim cánh cụt ta? Lại là thầy quan nữa.
Ủa mà sau này cái gì cũng không biết hết trơn ta. Ổng là dạng gì á, dạng cái bậc gì cao thâm lắm. Cái gì nè, ổng giống người ta. Thuộc là cái dạng gì mà dạng quỷ sứ gì á mới biết được 500-600 kiếp. Rồi để mình đi hỏi người lớn coi. Bắt ăn quá, biết sao đây. Ít trời 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 trời, làm gì đầu cổ ông rồi, áo sống gì xịn bụng ướt nhẹp vậy. Trời ơi, để tôi tụt cho nghe. Nãy tôi đi ngoài bờ sông á, thấy bà kia. Bà làm gì nè, bà ve ve gì nè. Tôi nhìn coi bà làm gì. Thì ra bà giết cái con cua biển. Đó, bà sợ con cua đi, bà ve 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 gì là bà chặn gom gom sao hồi con cua quất vô. Dùng kính của bà. Bà la làng quá trời luôn, tôi thấy gì tôi nhào xuống tôi tiếc. Tôi mới nhào xuống tôi kê cái miệng vô. Tôi cắn cho bể cái càng nó buông ra. Ai giờ nó quên cái càng bên kia, tôi gấp quá. Cái nó quắt bên đây. Quắt kính cái mép tôi nè. Rồi bên kia thì nó quắt của bả hai càng, cái chịu đó kẹt đó. Thì nhũng nhẵn đó. Sao mà ông chồng thấy lâu quá mới chuyên con đi tìm. Thấy hai người vậy đó, chạy về nó nói cha ơi, mẹ đẻ ra ông già câu. Ông lại ông thấy tôi vậy mà có cái con cua nó nhịp thấy cái bả ơi, bả đau á, cua nhịp cái bả ơi. Ông lại ông thấy cái đầu tôi đang để cho nó đó, ông tính đâu là làm gì bả, ông giậm tôi muốn lúng xuống rình luôn. Anh à, nếu một ngày không còn em bên cạnh thì anh sẽ như thế nào? Mày cười gì? Ta chỉ thấy dụ thôi. Chứ mày nghĩ suốt đời của mày thoát khỏi lòng bằng có cái dễ. Nó chơi gì mất vậy? Chơi gài hả? Công nhận cái ông nội này ông giả dối gì thiệt chứ. Ủa, tôi giả dối gì trời? Hồi lúc ông mới cưới tôi đó, ông nói ở nhà ông giàu lắm, có 8 tấm nữa. Mà tôi thấy tôi về có thấy gì đâu, nghèo chết mại ra luôn. 8 tấm túp lô má ơi. Ủa sao đó ông không nói kỹ là 8 tấm túp lô? Mà nghe không kỹ nữa chứ. Thì nhà tôi có 8 tấm túp lô, tôi nói 8 tấm túp lô. Bà thử nghĩ đi, nhà 8 tấm túp lô được bao lớn. Ủa gì ăn nói cái kiểu mà người ta hiểu lầm. Ta kêu lầm gán chịu. Cái gì nói mẹ nó đi. Thì tấm tấm nói tấm tấm. Bà không hỏi tấm gì. Đổi thừa, đổi thừa.